Chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu một số cái chức năng mới mình vừa nâng cấp trong sáng nay và một số cái lỗi mà mình sẽ giải thích một số cái lỗi cho anh em mà mình chưa fix được thì anh em thông cảm. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ chạy chương trình và giới thiệu một số chức năng mới. Đây, các cái link mình đã cho lên server này. Thì đầu tiên đó là cái chức năng xuất thông tin video. Thì khi dùng cái chức năng này thì mình không phải ấn vào tìm, mình có thể ấn vào đây xuất thông tin luôn. Nhưng mà trước khi xuất thông tin thì mình cũng phải chọn kênh để xác minh API bình thường nhé. Thì mình đã xác minh API các thứ đầy đủ rồi. Thì mình sẽ ấn vào xuất thông tin xem. Thì nó sẽ hỏi bạn có muốn xuất ảnh thăm không? Công việc này tốn thời gian. Đấy, thì tùy các bạn, nếu mà muốn lấy ảnh thăm thì xuất ra, còn không thì thôi. Ở đây mình ví dụ có 7 video thôi nên là mình biết đi, mình cứ xuất bình thường. Còn ở đâu thì nó không xuất ảnh thăm và nó vẫn xuất ra cái link video. Đấy, mình đã biết nhé. Thì nó sẽ bảo chọn một cái thư mục để nó lưu các cái thông tin vào. Đây, mình sẽ lưu vào cái thư mục test nhé. Ok, đợi một lúc nhé, nó đang xuất. Tại vì mình xuất ảnh thăm, mỗi cái ảnh nó sẽ mất tầm 1 giây. Đấy, nó sẽ hơi lâu. Đây thì mình sẽ có một cái file là link. Đây có cái link mình xuất ra này. Đây có cái tiêu đề ảnh thăm trong đây. Đấy. Thì mục đích của việc xuất thông tin này thì thứ nhất là ví dụ nhé, mình có một cái kênh tầm 2.000 video mà mình muốn up lên mỗi kênh tầm 500 video thôi, mình sẽ up lên 4 kênh, mỗi kênh 500 video. Đấy, thì mình sẽ xuất info ra, xuất thông tin ra này. Sau khi xuất thông tin xong thì mình sẽ có cái file link. Đấy, thì mình sẽ nhập 500 video 1, mình sẽ nhập 500 video 1, mình nhập lên server. Đây, mình sẽ cắt cái này, nhập lên server. Nhập lên cái phần link của server đấy, để nó re-up trên đây này. Đấy, thì mình cứ thế mình up cho từng kênh một thôi. Đấy, thì đấy là cái ý nghĩa của cái xuất thông tin này. Hoặc là một số ai muốn backup thông tin thì cũng có thể như vậy. Hoặc là muốn lấy ảnh thăm thì cũng có thể dùng cái chức năng xuất thông tin video. Đấy, còn tiếp theo một cái chức năng nữa. Đó là cái chất lượng video. Thì ở đây mình để 720 hoặc là mình có thể chọn 480, 1080, nhưng mặc định mình vẫn để là 720. Thì anh em cần phải chọn cái này trước khi ấn tìm nhé. Trước khi ấn tìm video thì phải chọn, là sử mình ấn 360 đi. Mình ấn tìm. Đấy, nó sẽ load ra các cái video cái chất lượng 360. Giả sử không có 360 thì nó sẽ lấy thấp hơn 360. Tức là đây là cái chất lượng tối đa nó có thể lấy. Đấy, thì đây là cái ý nghĩa của cái chỗ việc chọn chất lượng. Tiếp một cái chức năng nữa nhé. Giả sử mình không muốn up cái video này. Đúng không? Giả sử mình thấy nó dài quá mà mình quên mình chưa lọc. Mình chưa lọc ở cái chỗ lọc theo phút này. Mà bây giờ mình xóa đúng không? Đầu tiên này, mình chọn chọn kích con chuột vào đây này. Để cho nó bôi đen vào cái mình xóa, kích chuột phải. Kích chuột phải nhá, chọn xóa. Đấy, bạn có muốn xóa video số 1 của ID, nó sẽ confirm lại. Yes, xóa rồi. Giả sử mình xóa trước cái video này nhé. Thì mình phải chọn vào đây. Xóa. Yes, ok. Đấy. Còn một cái chức năng nữa. Đó là cái chỗ thông số đây này. Thì mình ví dụ nha, mình load ra 1.000 video nhưng mà mình chỉ muốn up ngẫu nhiên tầm 500 video thôi, thì mình chọn vào ngẫu nhiên và mình đặt đây là 500, thì nó sẽ ấn vào bắt đầu re-up thì nó sẽ up ngẫu nhiên 500 video trong 1.000 video đấy. Thì tương tự mình sẽ làm trên nhiều kênh và mỗi kênh mình sẽ ngẫu nhiên 500 video, thì nhiều lúc nó cũng hay, nó không bị trùng lập các cái video trên kênh. Đấy, thì mình có thể sử dụng thêm chức năng này. Đây là cái chức năng này, trước khi tìm kiếm, trước khi mình nhấn tìm kiếm mình có thể đặt giới hạn ở đây.
ví dụ mình đặt là 2 thì nó chỉ tìm ra 2 video thôi. Đấy. Nhưng mà sau khi tìm kiếm xong mà ấn re-up thì cái chỗ này nó lại có chức năng là để nó giới hạn cái lượng up của mình. Đấy nha, đây là cái chỗ mình thay đổi cái chỗ này trước khi ấn tìm kiếm và sau khi và trước khi ấn re-up. Đấy thì nó đều có ý nghĩa ở cái chỗ này nhé. Thì đấy là một số cái chức năng mình giới thiệu, mình vừa update sáng nay. Đây thì còn có một cái lỗi mọi người hay gặp phải, đó là cái lỗi download. Đây mình đã lấy thử một cái video. Cái video này đang có lỗi nhé. Lỗi không download được. Thì mình sẽ ấn bắt đầu để cho anh em nhìn nhé. Còn các cái dưới thì vẫn chạy bình thường. Cho nên mình sẽ giải thích luôn này. Thì các cái video mà mình không download được ấy thì nó đang bị mã hóa. Đây, tức là video này nó yêu cầu cái giải mã này. Đấy, thì mình gọi cái code giải mã nhưng mà nó vẫn không download được, chưa hiểu vì sao. Đây thì mình sẽ thử download cho anh em nhìn nhé. Mình sẽ thử download cái video đầu tiên. Đây, thử download cái video thứ hai đi. Bắt đầu từ video số 2. Bỏ cái video ngẫu nhiên đi, bắt đầu từ video số 2. Bắt đầu up nhé. Đấy thì nó sẽ bằng phone require encryption và bằng phone, tức là nó không mã hóa, không yêu cầu mã hóa. Thì hầu hết các cái video mình react thì đều không yêu cầu mã hóa. Mình chạy tiếp nhé. Đấy thì nó đau bình thường. Đấy nó đau bình thường. Mình lại tiếp tục chạy lại cái video đầu tiên, cái video mà nó báo lỗi download. Chạy cái video đầu tiên nhé. Đấy, cái require encryption của nó bằng true, tức là nó đang mã hóa, nó yêu cầu mình phải giải mã. Nhưng mà mình dùng cái code giải mã này mình chưa giải mã được. Đây mình chạy tiếp nhé. Đấy, nó sẽ báo lỗi download đấy. Thì cái lỗi này thì mình có thể mở file log mình nhìn. Đây, file log.txt. Thì khi anh em gặp cái lỗi nào đấy có thể mở cái file log này để nhìn được cái chi tiết của lỗi. Thì những cái video mà bị mã hóa như vậy thì mình vẫn chưa có cách nào để mình xử lý. Nhưng mà tất nhiên là rất ít gặp những cái trường hợp như vậy. Một số kênh bị thôi, nhưng mà đa số là up thoải mái. Đấy, thì đấy là một số cái chức năng mới và một số cái lỗi